Hồi ức mới che giấu trong một cơn ác mộng, còn đó niềm đau âm thầm ngày xưa. Tìm về nơi xót xa, yêu thương một thời đã qua. Vì sao ai nỡ buông tay mình em bước trên lối đi về nơi mịt mù? Chẳng lẽ chúng ta không còn nợ duyên? Nỗi niềm oan ức kia nức lên nghẹn đắng trái tim. Lỗi tại em, rồi em quá tin yêu. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng rồi che khuất bóng đêm dài. Một nụ hồng rực lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời em làm gì ở đây vậy? Đứng đợi anh chứ làm gì? Sao không đợi lên công ty gặp nhau luôn? Anh muốn em lo chuyện của tụi mình ra nói cho công ty lắm hả? Em nhắn tin anh có đọc không? Gọi điện thoại anh có nghe không? Anh xin lỗi, anh bận công việc quá nên không để ý điện thoại. Mẹ muốn nói gì vậy? Chuyện gì cần biết anh cũng biết rồi. Em muốn hỏi là bây giờ anh tính thế nào? Anh sẽ cưới em hay bỏ em? Anh muốn cái gì thì phải nói đi chứ, phản ứng cái gì đi. Tại sao lại im lặng như vậy? Anh nói anh bỏ em hồi nào? Còn chuyện thân thế của em, anh hoàn toàn không để ý tới. Người anh cưới là em, chứ không phải là phía gia đình của em. Còn mẹ anh, em phải cho mẹ anh thời gian để chấp nhận chuyện này chứ. Tại sao em cứ hối thúc làm rối tung mọi chuyện lên hết như vậy? Anh Thanh à, hình như anh nhận từ em quá nhiều, cho nên anh mặc định là em luôn chạy theo anh và mẹ của anh đúng không? Anh quên rồi, để em nhắc cho anh nhớ nha. Chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền. Em muốn ám chỉ cái gì hả? Chuyện thứ nhất, anh và em đều nhúng tay vô vào những vụ tham ô, bòn rút ngân sách của công ty để lập công ty riêng. Nếu mối quan hệ này gián đoạn thì có nghĩa vụ làm ăn kia sẽ ngừng lại, thậm chí sẽ bị anh họ của em phanh phui. Em không để chuyện đó xảy ra đâu đúng không? Dù gì thì nó cũng dính dáng tới em mà. Có lẽ. Vậy câu chuyện thứ hai thì sao? Anh quên rồi hả? Những gì em đã chứng kiến ở khu đất đó, bình minh và cái chết của nó. Nè, em mới nhỏ thôi, em nên nhớ em là người ra tay với cậu trước. Nhưng anh mới là người kết thúc mạng của nó. Em phải hiểu, anh làm tất cả mọi chuyện là vì em. Nếu lúc đó cổ mà tỉnh lại thì cổ sẽ tố cáo em. Mỹ à, nghe anh nói nè, anh yêu em nên mới làm như vậy. Bây giờ hai chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, bất cứ ai trong hai chúng ta bị chìm thì người còn lại cũng không được yên ổn đâu. Vì vậy anh nhất định phải ngồi vững trên con thuyền này để bảo vệ em. Mỹ à, nghe anh nói nè, chúng ta sẽ cưới nhau, nhưng mà bây giờ anh cần thời gian để giải quyết những rắc rối còn sót lại. Còn về phía mẹ anh, mẹ anh thì cũng phải cần thời gian để mẹ hiểu rõ em mới là người quan trọng, chứ không phải lý lịch gia đình em. Em có tin anh không Mỹ? Em muốn tin anh, nhưng phải chờ bao lâu? Mẹ của anh cần bao nhiêu thời gian? Em yên tâm đi, anh sẽ thuyết phục mẹ anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa những chuyện còn lại.
nha. Chào anh chị. Ở đây chắc là anh Trung với chị Hằng đúng không? Chào anh. Chào anh. Chào chị. Dạ chào anh. Chào mừng anh chị đến tham quan vườn nha. May quá, tôi có tưởng liên hệ gấp như vậy á sẽ không gặp được anh và tham quan được vườn. Lúc nào tôi cũng có ở đây hết á. Bây giờ mình vô tham quan luôn. Dạ. Xin mời anh chị. Dạ. Anh chị cứ tự nhiên tham quan. Hôm nay chú Tiến có việc đột xuất nên tôi thay mặt chú để dẫn anh chị đi tham quan sơ cái mô hình vườn của mình nha. Mời anh chị theo tôi. Nếu như anh chị đã bỏ thời gian cũng như công sức đến đây để tìm hiểu mô hình nông nghiệp này thì tôi chắc rằng là anh chị cũng biết vườn rừng được trồng theo cách mà các loại thực vật có lợi cho nhau, cũng giống như trong môi trường tự nhiên của mình vậy. Dạ, mời anh chị tham quan tiếp. Mình đi. Hai anh chị là người yêu của nhau hả? Tính khi nào đám cưới? Trời ơi, cái anh này. Không phải đâu anh. Em với anh Trung chỉ là người quen với nhau thôi à. Xin lỗi nha. Tại anh chị nhìn đẹp đôi quá, cứ tưởng là... Nè, anh quản lý vườn, anh cố tình trêu chọc đúng không? Đã là sự thật thì khó nói khác gì lắm. Dạ, con chào chú. Xin giới thiệu với anh chị. Chào. Đây là chú Tiến, chủ vườn. À, con chào chú. Chào chú ạ. À. Ờ, thôi được rồi. Hai cháu, mời hai cháu vào trong liều kia để chúng ta nói chuyện với nhau. Dạ, mời anh chị. Mời anh chị. À, dạ, dạ, con mời chú. Thật là vinh hạnh khi hai cháu muốn hợp tác với mô hình vườn rừng của chú. Thật sự mà nói, chú luôn luôn mong muốn nhân rộng cái mô hình này tới nhiều nơi khác nữa. Tuy nhiên, để làm được chuyện đó thì trước hết chúng ta phải chứng minh được tính thương mại và sự bền vững của nó. Dạ. Hai cháu đến thật là đúng lúc đó. Dạ. Dạ, con cũng cảm thấy mô hình vườn rừng này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn có tính kinh tế nữa. Con thấy mô hình này chi phí bảo trì thấp, năng suất lại đa dạng, coi như là mọi thứ con cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà chúng ta để ý và chú trọng thêm một chút xíu về phần thiết kế vườn rừng thì con nghĩ là sẽ tạo ra một mô hình có tiềm năng thương mại rất là lớn. À ha. Trung. Dạ. Cái cô bé này rất thông minh và am hiểu về vấn đề này lắm. Lo mà giữ chặt nó nghe chưa. Đâu có dễ gì mà gặp được con bé như thế này. Dạ. Chú. Chú cứ chọc con hoài. Uống đi. Con mời chú. Dạ mời chú. Con về rồi hả Thanh? Dạ. Con chào cô. Mẹ ngồi đi mẹ. Mẹ, hôm nay á Mỹ qua đây thăm mẹ, cô có mang quà qua tặng cho mẹ để xin lỗi chuyện hôm trước. Quà cáp á thì không giải quyết được gì hết cả, bởi vì đây là chuyện hệ trọng của hai đứa mà. Cô vẫn còn giận con hả cô? Mỹ à, để cô nói thẳng với con nha. Thằng Thanh nhà cô á tuy không xuất thân giàu có như ai, nhưng mà ít ra nó cũng là một người gia giáo đàng hoàng. Chính vì điều đó cô mới không cho nó qua lại với con Hằng, là bởi vì con Hằng nó có cái vết nhơ ở quá khứ. Cứ tưởng là thằng con của cô á tránh được giỏ dưa, ai ngờ gặp giỏ dừa. Dạ, về sẵn đây con cũng nói rõ với cô luôn. Con mong là cô đừng xếp con ngang hàng với Hằng. Con không phải là cô ta và cũng không dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân này. Anh Thanh sẽ là chồng của con bất kể như thế nào. Mỹ, em bớt nói lại giùm anh, ngồi xuống đi. Đó, con nghe chưa? Chưa rước về nhà ở mà đã nói cái giọng như vậy rồi. Đúng là gen di truyền mà. Thôi mẹ, con đã quyết định rồi.
con sẽ cưới cổ. Mẹ phải hiểu là con cưới cổ chứ không có cưới gia đình của cổ. Mẹ nhớ lại đi, lúc đầu á mẹ ưng cổ vì điều gì? Cô Lê, cho dù mẹ của con có là ai thì cũng không hề ảnh hưởng tới danh giá của con, bởi con còn có ba của con. Con lớn lên và sinh ra trong một gia đình có giáo dục, con tự tin là khả năng và phẩm giá của con không thua bất kỳ một cô gái nào. Còn nữa, nếu như mà cô đang lo lắng về chuyện thừa kế thì sẵn tiện đây con cũng nói cho cô biết, con với anh Thanh chuẩn bị lập công ty riêng. Với khả năng và tài chính của con thì con có thể hỗ trợ dư sức ảnh phát triển sự nghiệp, tự mình tạo ra tài sản. Không thích hơn là phải ngửa tay chờ tài sản từ người khác đúng không? Thôi, con thấy lạ, bây giờ mày không cần phải nghĩ gì nữa hết. Mọi chuyện con đã quyết định rồi, chuyện này mình không cần phải nói tới nữa nha. Dạ, mời chú. Dạ, con xin phép uống hết ly này con nghỉ. Con uống cũng nhiều rồi. Giờ chiều rồi, nhắm về kịp được thành phố không đây? Dạ, đáng lý ra là tụi con cũng kịp về, nhưng mà bây giờ anh Trung anh uống cũng hơi nhiều, sợ lái xe không được, không an toàn. Chắc là bữa nay con phải xin chú ở lại đây, không biết là chú còn dư phòng không chú? Ồ, tiếc quá, tiếc quá. Bình thường thì nhiều lắm, nhưng mà vừa rồi á có một cái đoàn nó đặt kín mất rồi. Nhưng mà không sao đâu, cách đây khoảng 2 cây số, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ nghỉ. Dạ, con cảm ơn chú. Chứ mình phải thuê khách sạn ở đây một đêm luôn. Dạ, anh chị muốn thuê phòng ạ? Em cho anh 2 phòng đơn nha. Ủa chứ không phải là 1 phòng sao? Hả? Em hiểu lầm rồi, tụi anh chỉ là bạn bè thôi. Hiện giờ là bên khách sạn em chỉ còn 1 phòng giường đôi thôi, anh chị có muốn lấy không ạ? Tụi anh lấy. Dạ, cho em mượn giấy tờ của mình nè. Nè. Dạ. Tối hàng ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất. Trên công ty báo, Tây Trung đi công tác khảo sát vườn rừng. Hằng cũng không có ở cửa hàng, khả năng cao là họ đi với nhau. Mình phải tranh thủ lúc này thôi. Dù Tây Trung có lẽ đánh hơi ra mùi gì đó rồi, nhưng chỉ cần mình lấy lại được cái vòng tay thì hắn sẽ không còn bằng chứng để bắt mẻ nữa. Anh đi đâu vậy? Tôi tới đây kiếm một số giấy tờ. Lần trước Hằng dọn nhà đi, có lẽ là kẹp nhầm trong đống sách vở của Hằng. Chị Hằng không có nhà, anh muốn gì thì đợi chị Hằng về đi. Tôi nói với Hằng á, cổ ok rồi, tôi vô tìm nhanh lắm. Để đó là không có được nè, mà không có đi đâu hết trơn. Ai kiếm chuyện với bé là coi như kiếm chuyện với tí đó. Muốn cái gì? Ông muốn gì hả? Đòi vô đây kiếm đồ gì á. Chị Hằng không có ở nhà, làm ơn á đừng có tùy tiện vô nhà của người khác. Vậy hai người dọn nhà có thấy gì lạ lạ rớt không? Có thể là đồ của tôi trong đó đó. Không thấy gì hết á. Mà có thì chị Hằng sẽ tự đưa cho anh. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không dám đụng vô đồ của chị Hằng nữa, huống chi là anh, người ngoài. Ta Thành đến đây làm gì vậy ta? Đi về đi, không muốn là tôi gọi chị Hằng đó nha. Có vẻ như hai đứa này không lượm được cái vòng và cũng chưa biết gì hết. Tạm thời mình rút trước vậy. Vậy thôi, tôi về. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Hằng nha.
bày đặt hỏi thăm đồ. Bé, lần sau con chả qua mình chuẩn bị sẵn một thau nước đi, mình dội thẳng cho mặt chả luôn. Thì ghét thật chút. Thưa ông Bình, Hằng à, cô ngủ rồi hả? Cô thấy thoải mái không? Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì tất cả mọi chuyện. Anh không những không hận tôi vì chuyện năm xưa, còn luôn xuất hiện giúp đỡ tôi lúc tôi cần. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng mà. Em xứng đáng. Đúng là trước đây anh rất hận em, nhưng bây giờ thì anh không chắc vì lý do phải hận em. Càng tiếp xúc với em, anh càng nhận ra những mặt tốt trong con người của em. Cái cách mà em nỗ lực bù đắp cho quá khứ, cái cách mà em cố gắng phấn đấu vì tương lai, và cái cách mà em sống hết lòng vì bạn bè. Cho nên em đừng hỏi tại sao anh lại tốt với em. Đơn giản với anh, vì em xứng đáng. Hình như là cái phòng này hơi nóng ha. Hơi nóng một tí. Thôi, chúc anh ngủ ngon nha, tôi ngủ trước. Em ngủ ngon. Đi công tác qua đêm rồi ha, cảm giác như thế nào hả sếp? Nè, hồi sáng á, tôi nhìn mặt của sếp á, giống như ai đổ mật ong lên mặt vậy đó, cứ cười tủm tỉm chúng chính hoài. Với lại ta cũng đang tự hỏi, không biết cái cô Hằng đó có cái năng lực gì mà có thể biến một cái cục y nóc như mày mà trở thành một cục ong gòn. Ê, sao hay vậy? Mày bớt nhây đi, nghiêm túc lại nè. Về chuyện của Bình Minh á, mày có khai thác được thông tin gì mới không? Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tao có được, chính xác là Bình Minh xuất hiện lần cuối cùng với Phong. Nhưng phạm vi mà cổ bị hại chết á, là nằm ở ngoại ô, không có camera, không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện có đúng là do bọn giang hồ hiềm khích với Phong ra tay với cổ hay không cũng không thể xác định được. Nhưng mà có chuyện này nè, tao có thể xác định được. Chuyện hôm trước mình bàn chỉ là giả thuyết thôi, nhưng lần này tao chắc chắn sẽ khẳng định. Tài Thanh đến khu trọ của Bình Minh trước khi cổ gặp Phong. Chưa hết đâu, tao đi hỏi những người xung quanh ở gần hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Họ cho biết họ nhìn thấy có một người dáng dấp rất giống tên Thanh xuất hiện ở khu đó. Mày có chắc không? Chuyện này rất nghiêm trọng. Chắc.
Rốt cuộc anh đã làm tới chuyện gì hả Thanh? Tiếp theo mình sẽ làm gì? Thanh ơi, xuống ăn sáng nè con. Ủa, sao lại ăn vậy? Tôi chưa ăn mà, thằng Thanh chưa ăn mà. Sao cô ăn trước vậy? Con cũng chuẩn bị đi làm mà mẹ, tranh thủ thôi. Với lại con nghĩ sau này mẹ bỏ qua mấy cái quy tắc này đi. Mẹ, có gì sẵn tiện mẹ rửa chén giùm con nha. Cái gì? Bắt tôi phải rửa chén giùm hả? Trời ơi, con dâu tốt ghê ha, tôi có phước thiệt á. Đuổi con Hằng, rước cô về. Mà cô còn tệ hơn nó nữa. Ít ra nó còn biết lo đủ thứ chuyện trong nhà này. Tôi nói đúng hay là tôi nói sai? Mẹ, bây giờ con còn đang nói chuyện đàng hoàng thì con nhắc cho mẹ nhớ một điều nè. Đừng bao giờ so sánh con với con Hằng. Con và nó không giống nhau. Mặc kệ nó đã từng làm gì trong nhà này, con không bao giờ hạ mình để làm mấy chuyện đó. Con đi làm. Hay ha, tức thiệt chứ. Ý là chưa rước nó về làm dâu á, chứ cái kiểu này làm dâu á, nó làm mẹ mình thì có. Cũng may á là nó còn giá trị lợi dụng với thằng Thanh. Chứ cái thứ con ngoài giá thú như mày đó hả, tao tống cổ sớm rồi. Sáng sớm à. Chị Mỹ hả? Chị làm như nãy giờ mẹ em thấy chị cười vui lắm á nha. Có chuyện gì hả? Không, chị bình thường mà, có gì đâu. Thôi nói em nghe đi, em với chị là chị em thân thiết với nhau, nói em nghe đi hả? Chuyện này nó nói ra thì nó hơi ngại á. Với lại chị không biết là bây giờ nói ra nó có hơi sớm không nữa. Thôi mà chị này, nói em nghe xíu đi hả? Bây giờ chị nói cho em nghe là em không có được nói cho ai nghe hết nha. Trời ơi, chị biết em mà, em kín miệng lắm hả? Chị với anh Thanh sắp kết hôn. Trời ơi, thiệt hả chị? Hai bên gia đình đã đồng ý với nhau rồi, bây giờ chỉ còn chọn ngày nữa thôi. Trời đất ơi, trời viên mãn, hạnh phúc quá. Chúc mừng chị nha. Đừng có nói ai nghe nha, nhớ nha. Em biết rồi. Mà chị lên trước đó, nhớ nha, không có nói ai nghe hết nha. Chuyện riêng của chị không được bàn bạc đâu. Em biết, em biết mà. Alo, alo, mọi người biết tin gì chưa? Trời, tôi vừa mới gặp chị Mỹ. Chị Mỹ nói chị Mỹ với anh Thanh sắp kết hôn rồi. Thiệt, vừa mới nói chuyện ở đây nè. Không biết hai người quen nhau từ khi nào á, mà bây giờ hai bên gia đình gặp mặt sắp kết hôn rồi. Ghê chưa, bất ngờ chưa bà già? Gì ghê vậy ta? Nhân viên phòng nào vậy? Hả? Làm việc không lo làm việc, lo ngồi đây nhiều chuyện. Ê sếp, biết chuyện gì không? Chuyện gì? Hồi nãy tao đi pha cà phê cho mày, tao phát hiện ra một mày chuyện. Mày vào thẳng vấn đề cho tao. Thanh và Mỹ sắp cưới nhau, nghe nói là chọn được ngày rồi. Hay đó. Hay gì? Mày kêu Thanh vào đây cho tao. Mời anh. Ông Khoảng. Hả? Chúc mừng anh nha. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi thấy dạo gần đây á, hình như cậu không tập trung vào công việc đúng không? Thời gian cậu xuất hiện ở công ty cũng không có nhiều. Tôi bận đi gặp đối tác. Số liệu phát triển của sàn không tăng mà còn giảm nữa. Cậu giải thích thế nào? Tôi nhất định sẽ xem xét lại chuyện này. Không chỉ xem lại khâu vận hành
mà cậu nên xem lên cách quản lý của mình nữa kìa. Ừ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi sếp, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu không còn việc gì, xin phép sếp. Cậu Thanh. Dạ. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao? Quan trọng tới mức mà cậu quên luôn cả công danh, sự nghiệp, tương lai của mình. Chắc chắn phải là việc cực kỳ quan trọng đúng không? Vậy thì thôi, cậu về làm việc đi. À phải. Dạ. Chuyện cậu sắp kết hôn đúng không? Chuyện này là chuyện quan trọng rồi. Xem ra cậu thích nghi cũng nhanh lắm. Công danh thì thăng tiến, vừa thăng tiến á thì đã đá người yêu cũ rồi. Thế nào, nếu mà có gửi thiệp á thì phải nhớ mời tôi. Tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho cậu. Cảm ơn sếp, nhất định tôi sẽ gửi thiệp. Xin phép sếp. Sếp, sao rồi? Chắc chắn có vấn đề rồi. Không những đời tư có vấn đề mà trong công việc cũng có vấn đề. Dạo gần đây tao để ý Thanh với Mỹ thường xuất hiện chung với đối tác, tần suất họ gặp nhau rất nhiều. Như vậy là không bình thường. Mày thấy ghê chưa? Ừ, tao hiểu rồi. Cô cứ lựa thoải mái nha. Dạ, trao mấy về sáng nay luôn đó. Cái này tiên nè cô. Dạ. Ai lựa xong thì em cho qua đây tính tiền. Để chị cô dạ cho tính tiền. Vậy cô lựa con cân cho. Đầy đủ rồi qua tính tiền đi. Dạ rồi. Của cô 65 à? Nè, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô bán dễ thương quá. Lấy cho tôi cái bịch đi cô. Cô, ê, ê, dạ. Bịch này cô. Cảm ơn. Cô lựa ơi. Cho xin cái bịch đi cô ơi. Bé ơi, dạ? Lấy thêm cái bịch cho chị kia kìa. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái này bán sao cô? Dạ, chị cứ lựa đi nha. Dạ. Xong rồi em tính tiền ở đây nha. Dạ rồi, của chị 50. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn nhiều nha. Mai mua tiếp nha cô. Chị, buôn bán mệt dễ sợ. Nhưng mà nếu ngày nào cũng đông vậy chắc vui lắm hả? Nhưng mà em phải chuẩn bị tinh thần đi. Có ngày này ngày khác, chứ không phải lúc nào cũng vậy đâu. Chị, lúc trước á chị bán rau phụ nhà bà Lê cũng vậy hả? Ừ, thì cái này cũng là chuyện bình thường trong kinh doanh thôi mà. Chị. Em có chuyện này em thắc mắc á. Nói đi. Thật ra chuyện cũng xua rồi, hỏi lại em cũng hơi ngại. Cứ nói đi, mệt ghê á. Hồi trước á, chị với anh Thanh yêu nhau có vui không? Ai yêu á thì cũng sẽ vui mà. Nếu mà nói là không vui á thì là nói dối đó. Tại em tưởng chị không muốn nhắc tới nữa. Ngày trước á, đúng là cuộc sống vất vả thiệt. Nhưng mà mình sống lâu trong cuộc sống như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy quen, rồi sẽ cảm thấy nó bình thường thôi. Tình yêu của chị với anh Thanh lúc đó chính là động lực để chị cố gắng mỗi ngày. Việc có nhắc tới hay không á thì đối với chị, thiệt ra chị cảm thấy rất bình thường. Chị trân trọng khoảng thời gian đã qua, trân trọng bản thân trong quá khứ, vì mình đã dành hết tình cảm chân thật cho một người. Không có gì phải hối tiếc hết em. Chỉ là bây giờ khi người đó không còn ở bên cạnh mình thì mình phải chấp nhận. Thì cứ coi như là hết duyên vậy thôi. Công nhận chị mạnh mẽ ghê á. Gặp em á là em không muốn nhớ gì về người cũ đâu. Ôi ngon quá à. Giờ này mà có ông Tý ở đây chắc ông khoái lắm á. Sao em không gọi Tý về luôn đi? Thôi chị, để ông kiếm tiền đi, sự nghiệp quan trọng hơn mà. Đúng rồi, kêu nó tới đây làm chi, nó khịa tôi hoài à. Ê Trung, tao nghe nói em hỏi mày sắp đám cưới đúng không? Mày cũng nghe rõ rồi, hỏi tao làm chi? Tao biết là vậy, nhưng mà tao nghĩ là mày biết trước. Dù sao cũng là họ hàng mà. Ủa, em hỏi anh Trung là ai vậy? Là Mỹ chứ ai.
Không lẽ bà sắp cưới ông Thanh hả? Đúng rồi, chứ không lẽ cưới anh. Chính cô Mỹ xác nhận vậy á. Thì ra Chị không sao chú? Sao Trăng cái gì trời? Chị đã nói với em rồi, cái gì qua thì cho qua, không có hối tiếc hay là níu kéo gì hết đó. Cái gì vậy trời? Cái lẩu em thích mà sao giờ ngồi chù ủ vậy? Tại em nhớ chị Minh cũng thích món này lắm nè. Phải chi chị còn sống ha. Thôi em đừng buồn nữa, nhất định công an sẽ điều tra ra mọi chuyện, đòi lại công bằng cho Bình Minh. Thôi ăn đi. À, ăn đi, ăn đi, đi. Thơm quá à. Tôi sẽ không để cho bà chết quan đâu liền. Hãy chờ tôi thêm một thời gian nữa. Bà Hồng. Ủa, sao qua gọi đầu sớm vậy? Bữa nay á, qua không làm gì hết á. Qua kiếm bà, nói chuyện chơi. Sao vậy? Sao dòm cái mặt bà coi bộ không có ổn? Bộ bên nhà có chuyện nữa hả? Thì đó, cũng là cái con quỷ nhỏ đó. Đàn bà con gái gì đâu mà tệ quá không biết nấu ăn. Trời ơi, chứ bộ bà muốn nó hả, làm đầu bếp năm sau luôn hả gì? Rồi chưa kể hả, rồi chăm lo nhà cửa cho bà từng ly từng tí bà mới chịu. Ủa chứ nó là dâu mà, là dâu thì phải biết dung dáng gia đình chứ. Rước nó về hả? Trời ơi, tôi phải phục vụ nó như là con ở của nó vậy đó. Cũng tại bà hết đó. Lúc đầu á, không phải là bà cố tình bà đuổi bằng được con Hằng để bà rước con Mỹ về hay sao? Thì nói nào ngay á, thì con Mỹ á, nó cũng không có tệ. Ít nhiều gì á, nó cũng trợ giúp cho thằng Thanh á, trong công việc. Tôi nói thiệt nha, để mà đã cái nư của bà, tôi nghĩ chỉ có một mình con Hằng á, là nó phục vụ bà được thôi. Mà đó, bà coi, bà tàn nhẫn với nhỏ biết bao nhiêu. Ủa, nói nghe nè, mắc giống gì bà bữa nay bà binh nó quá vậy? Không nha, tôi nói là sự thật. Bà không tin á, bà hỏi hết cùng làng cuối xóm thử coi, coi có ai nói giống tôi không. Đó, thấy chưa, rõ ràng bây giờ ngồi đó tiếc. Tôi thấy bà giống như má chồng của tôi vậy đó. Trời đất ơi, qua đây để tâm sự với bà cho đỡ buồn. Nghe bà nói hả, làm tôi mất mệt thêm à. Mất mệt. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, con mua cái gì vậy con? Con có mua đồ ăn sáng cho mẹ, với lại con đi chợ, con tranh thủ mua cho mẹ ít đồ sẵn để mẹ nấu cho tiện. Con á, không biết con mua làm chi, để mẹ tự mua được rồi. Con biết á, là mẹ thích ăn cá sông, thấy chợ có bán nên con mua luôn nè. Mẹ con xung vầy thì có ích gì chứ? Phải có tiền mới có hạnh phúc. Có mấy con cá sông làm sao so sánh với con cá tầm, cá nhám. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Tiền nè em. Dạ, em cảm ơn chị. Cho em gửi. Cảm ơn em. Bữa sau chị nhớ ghé ủng hộ em nha. Chị biết rồi. Dạ. Anh nghĩ việc kinh doanh ở cửa hàng em cũng có doanh số rồi. Em nghĩ thế nào về việc trở lại công ty? Trở lại công ty á hả? Sang thương mại điện tử mới chắc chắn sẽ phù hợp với em. Anh tin tưởng là em có khả năng đó sao? Anh tin vào năng lực của em. Có một điều chắc là em không biết. Thực chất ý tưởng kinh doanh trong từ dương trường quy mô lớn của em đó, anh đã từng nghĩ tới. Có điều do trước đây anh đang bận sắp xếp hai sàn thương mại kia, cho nên là vẫn chưa có thời gian tính kỹ gì nữa. Lúc mà nghe em trình bày về chiến lược của mình, anh cảm thấy dường như có một thế lực nào đó mang em đến bên anh. Cho nên anh thật lòng muốn em trở lại công ty. Em hiểu, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh có thể cho em thêm thời gian được không? Được, anh chờ quyết định của em. Cậu Thanh, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?
quan trọng tới mức mà cậu quên luôn cả công danh, sự nghiệp, tương lai của mình. Chắc chắn phải là việc cực kỳ quan trọng đúng không? Rốt cuộc là anh ta cố tình tiếp cận Hằng để làm gì? Liệu anh ta có đang đào bới lại vụ tai nạn năm xưa không? Không được, mình phải tìm cách thôi. Ê. Dạ. Nè, nếu mà cô không biết nấu ăn á thì không lẽ rửa chén cũng không biết nữa hả? Dạ, nếu mẹ rảnh thì mẹ rửa giùm con đi. Chớ sao cái chuyện chén dĩa này mẹ cứ lằng nhằng hoài à? Tôi là mẹ của thằng Thanh, sắp tới là mẹ chồng của cô đó. Ủa cô nghĩ sao mà cô nói vậy? Nếu như mẹ không có làm được thì mẹ để đó, có gì con thuê người làm. Với lại mẹ ơi, bàn tay của con không phải là để làm mấy chuyện này. Con nghĩ là nếu mà mẹ chịu được thì chịu, còn không chịu được thì từ từ chịu. Với lại mẹ cho con xin cái ngày giờ nha, để có gì con đi đặt nhà hàng rồi chụp hình cưới nữa. Vậy nha mẹ. Nè nè nè, nghe tôi nói nè, cô và thằng Thanh á, hai đứa nói đúng ra là chưa có sự nghiệp rõ ràng, mà sắp tới đây á phải lo dồn tiền dồn sức để lập công ty, cho nên tôi nghĩ là cái chuyện cưới xin á từ từ được không? Dạ không mẹ, cưới là cưới, làm là làm. Con thấy hai cái chuyện này mình làm song song nhau không có ảnh hưởng gì hết á. Không, nghe tôi nói đi, mình từ từ. Dạ không mẹ. Thôi đi, hai người để cho con yên được không? Còn em nữa, để anh đưa em về. Ý trời. Ấy nè, hay ha. Cô tưởng là cô có giá lắm hả? Chờ đi, đợi thằng Thanh con tôi á, nó có cái mối nào ngon hơn á, chưa tới lượt cô đâu. Em làm gì mà cứ gây gổ với mẹ anh hoài vậy? Tại mẹ anh đó. Ủa, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì không hài lòng là đem ra so sánh với nhỏ đó là sao? Còn ngay cả chuyện đám cưới nữa, bàn bạc biết bao nhiêu lâu rồi, rồi bây giờ kêu từ từ là gì? Thôi mà em, mẹ anh giận lên nên mới nói vậy thôi, chứ mẹ anh cũng đâu ưa gì cô ta đâu. Mẹ anh đúng là ham vật chứ. Chắc chắn là mẹ anh biết tôi là con ngoài giá thú nên bây giờ muốn đá tôi chứ gì. Rồi sao? Sao mẹ anh không nhìn lại? Từ đó tới giờ tôi làm biết bao nhiêu chuyện cho con bà ta. Thôi được rồi, anh biết là được rồi. Anh biết thì được cái gì? Mẹ anh là người phải biết kia kìa. Nếu như mà mẹ anh biết á thì đã không đối xử với tôi thái độ như vậy, hiểu không? Em cứ bình tĩnh đi, cái chuyện này á đâu thể nào mà thay đổi được liền đâu. Với lại em yên tâm, anh nhất quyết á không để em chịu thiệt thòi đâu. Còn mẹ anh, em cứ kệ đi, mẹ anh muốn nói gì mẹ anh nói, em đừng quan tâm tới. Nghe anh nè, ngoan. Ngoan, anh thương mà. Thương yêu gì tôi? Anh không thương em thì thương ai? Con nhỏ kia kìa. Con nhỏ nào? Anh không biết con nhỏ nào hết á. Anh chỉ biết một mình em thôi, và người anh thương yêu nhất chỉ có em thôi. Em nghĩ đi, nếu mà anh không thương em á thì mọi người trong công ty, khi mà mọi người đồn là tụi mình kết hôn, anh đã chối rồi. Anh cũng nghe hả? Không phải em nói đâu. Thôi được rồi, anh đâu có trách em đâu. Em chỉ cần biết anh thương em là được rồi. Nhớ đó, em mà biết anh hài lòng, anh chết với em. Nè, cứ yên tâm đi, anh không có ai ngoài em hết á, chỉ yêu một mình em thôi. Thôi được rồi, ngoan, bây giờ anh phải về. Không, ở lại với em mà. Thôi mà, ngoan, anh không ở lại được. Với lại anh đâu thế nào mà bỏ mặt mẹ ở nhà một mình được. Ngày mai anh đi làm nữa, anh đâu có mang đồ theo đâu. Ngoan, lần sau anh sẽ ở lại. Vậy anh giúp em nha, em không biết hỏi ai ngoài anh hết trơn á. Được rồi, để anh tính cho. Anh sẽ kể cho em nghe về cuộc đời. Dạ. Ngoài qua ngoài nắng còn có chân tình nữa.
Trong tình yêu, nếu mà em đã chọn ai thì anh đi đâu vậy hả? Từ từ, tôi đến tìm Hằng. Tìm chị Hằng làm gì? Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu? Không có chị Hằng ở nhà đâu, về đi. Nè, buông được coi. Tí, em vô nhà đi, để chị nói chuyện với anh ta. Dạ. Hằng, có gì thì anh nói luôn đi. Anh biết là chuyện anh sắp nói nghe rất là buồn cười, nhưng mà anh vẫn mong em tin anh. Anh vẫn còn yêu em. Anh biết anh sai rồi, anh muốn quay lại với em. Tôi không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh về đi. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Vô ích thôi. Còn đứng nó làm gì nữa? Về đi. Còn hai người, nhìn gì? Sợ lá thiệt chứ. Ủa, tí chửi ai vậy? Chửi hai đứa mình á. Ý, cậu bé sợ lá thiệt chú. Đôi chân đi về nơi tương lai, có hoa có nắng có chân tình. Vì cuộc đời lại trao đến em cơ hội thứ hai. Nỗi đau ngày xưa hay ngủ yên lại trên lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời sao trái ngang, lòng người hợp tan quá vội vàng, duyên tình cả mà nụ hoa kia chẳng phải ta. Đôi chân đi về nơi tương lai, có hoa có nắng có chân tình. Vì cuộc đời lại trao đến em.